Bíp 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 bíp. Đồ ăn đến rồi đây, đồ ăn đến rồi đây. Trà sữa này, kem này. Cho anh em một miếng nào. Ôi ôi, ngon thế. Cho anh xin một miếng nữa. Ăn cả nhiều thôi em không cho. Không cho anh cứ ăn đây này. Ăn nhanh đi, không nó tan hết bây giờ. Yeah 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 yeah. Chúng mình đã đến khu vui chơi rồi này. Vào đây Nhím ơi, trong này có rất nhiều trò chơi hấp dẫn luôn. Ở đây có một cái bàn cờ gì có màu trắng, màu đen này. Em lấy quân cờ màu trắng. Còn chị sẽ lấy quân cờ màu đen. Chị em mình sẽ cùng thi với nhau để mày đánh cờ siêu nhất nhé. Đấy, xếp vào ô này này. Đây là cờ tướng à? Đây là cờ vua, các cậu có đi chơi đâu mà ngồi vào bán cờ làm gì? Đi chỗ khác đi. Đây này, chỗ này có quả đấm bông nữa này. Em Gam có thử đấm xem là lực là bao nhiêu không? Đâu, chơi trò này như thế nào vậy? Đây, đấm vào đây này. Đấm thế thôi á, nhẹ thế á. Đây, cho em Gam đây thử đấm đi. Đấm nào Gam? Cùng nào. Cùng. Đấm này. Đấy là này. Trời trời, chán chết. Wow. Em là trò gì vậy nhỉ? Đây là trò câu cá đấy. 1, 2, 3, 4 cần. Các bạn cần màu nào? Màu xanh hay màu vàng? Cái nào có đồng không? Chọn cần màu vàng này thì được rồi. Đây này, đây chính là những con cá mà chúng mình cần phải câu đấy. Nếu một con cá, chúng mình sẽ có điểm ở trên đấy. Wow, thì con cá này còn nhiều điểm hơn này. Con cá này tận 27 điểm. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ tổ chức cuộc thi đi. Thi xem ai câu được nhiều cá nhất. Here we go. Bắt đầu này. Vào thôi. Để anh bắt đầu thả cần xuống xem câu được con cá nào không nhá. Đấy đấy, có một con cá nó đang cắn rồi. Con cá vàng này. Lôi vào, lôi vào, lôi vào. Ui, căng cần quá. Câu lên, yeah. Ui, cậu được mỗi 2 điểm thôi. Kém quá, kém quá. Để tớ câu tiếp là đứa nào. Xuống đi, xem con cá nào cắn nào. Đừng, đừng, ui, con cá này, có đèn sáng. Câu lên. Mấy điểm, mấy điểm? Hình như là con cá này được nhiều điểm hơn con cá vừa lúc này đấy. Tôi đang phải lôi nó vào bờ đây này. Ui, con cá này nó rất khỏe quá. Lên vào, 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 vào này. Vào, được rồi. Wow, được 8 điểm luôn. Vậy là 8 cộng 2 là mấy nhỉ các bạn? Là 10. Còn một con nữa để tới câu đốt. Con này đi ra. Ui, giời, sao nó cắn nhanh thế? Con này hình như là chỉ được 1 điểm thôi. Con này bé tí tí tí. Xem mấy điểm nào. 1 điểm. Wow. Thế là bạn Nhím tổng cộng có 11 điểm. Quá là thấp luôn. Bây giờ đến lượt tớ. Tớ sẽ chơi trò này thắng cậu cho mà xem. Nhìn tớ đây này. Ôi. Ây da. Xem con này được mấy điểm. Mở màn đã được một con cá rất là to. Đây hình như là cá kiếm hay sao ấy. Lên luôn nhá. Yeah, tớ được nhiều điểm hơn cậu rồi. Cậu cầu hết tôi 3 con xem thế nào. À, cần xuống nhá. Lại một con cá bé cắn rồi kìa. Cá bé nhưng mà cũng được 5 điểm đấy. Lôi nào, lôi nào. Mạnh lên, mạnh lên. Quay tay, thật đều, thật đều. Yeah, 8 cộng 5 là mấy em Cam có biết không? 13. Đúng rồi, 8 cộng 5 bằng 13. Bây giờ thả cần tiếp nhá. Xem con cá nào cắn. Con cá màu đỏ giống như vừa nãy của bạn Nhím rồi. Cá này được có 1 điểm thôi. Con cá này là thấp điểm nhất đấy. Em Cam hỗ trợ chị câu con cá này lên nào. Để em lôi nó vào. Lôi lên nào. Yeah, câu được con cá này lên rồi. Yeah. Em Cam lái cái gì vậy? Trông như lái tàu ấy. Những bánh răng trên này đang chuyển động này. Đúng rồi, những cái viên bi nó sẽ lăn qua những cái bánh răng này và lăn xuống ô điểm đây. Bây giờ mình phải xoay bánh răng để điều khiển viên bi. À, điều khiển viên bi
vào cái ô nào mà cao điểm nhất đây, đúng đây, không? Đây đây đây, bên kia đấy, cẩn thận câu. Ram rơi rồi. Rơi vào đâu vậy? Rơi vào ô 35 điểm thế này. Lại một lần nữa nha. Đây này, đây chính là viên bi. Nhiệm vụ của chúng mình là sẽ phải đưa viên bi vào điểm cao nhất. Lăn xuống đi, lăn xuống nào. Ôi, được mỗi 20 điểm thôi. Anh chị ơi, này đây có nhiều kẹo á. Nhiều kẹo á. Đâu bên trong này, toàn kẹo thôi. Đây này trò, máy lắp kẹo đấy. Nhưng mà trò này chơi thế nào vậy nhỉ? Ấn cái nút này để điều khiển cái gầu múc kẹo. Đấy, kẹo dơ lên. Ui, cậu múc thế nào mà chỉ được một viên kẹo thôi vậy? Thả xuống nào. Ô, sao nó lại không rơi ra nhỉ? Ăn được kẹo của cái máy này khó lắm các cậu ơi. Không dễ đâu. Đang chờ nó làm nhiều kẹo xong rồi các ấn nha. Khi nào, anh nào ấn số 1 này nó ấn nha. Chuẩn bị từ từ. Khi nào, thế nào phải nhiều kẹo nữa nhá. Chờ một tí. Ấn. Có được không? Ui, rời được một viên. Lại giống như anh nhím vào lúc nãy à. Chuẩn bị thả nào. Ấn lên số 2 đi. Ấn đi. Ui giời ơi, không được rồi. Trò này khó lắm, không thể chơi được đâu. Bây giờ đến lượt tớ nhá, thì tớ múc cho các cậu xem. Nhả xuống này, đấy, nhiều chưa. Không được hẳn 4 cái kẹo cơ à. Bây giờ, tớ thả xuống nhá. Có ra không? Không ra nhỉ? Chả được viên kẹo nào cả. Trò này khó quá, có cái nãy này chúng mình phải di chuyển sang trò chơi khác thôi. Anh Cam làm gì vậy? Cam tìm kẹo bên trong đấy à? Nhưng mà ra được cái nào đâu. Bây giờ chị sẽ cho em Cam sang trò chơi khác nhé. Cho Cam lái ô tô. Đấy, em Cam biết nhiệm vụ của trò chơi này là gì chưa? Trò chơi này à, mình sẽ lái ô tô để ăn điểm đúng không? Ăn hoa quả. À, ăn hoa quả. Đúng rồi. Trên đường đi sẽ có rất nhiều các loại hoa quả khác nhau. Đấy, ui, cái xe nó còn có bênh 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 này. Thích không? Cầm vào ô lăn đi Cam. Rồi, chuẩn bị lái nha. Cầm vào vô lăng. Để con nhớ chuẩn bị. Em nhìn đường phía trước. Ôi, nhưng mà sợ quá. Không sợ. Lái xe vào đây. Here we go. Đấy, bắt đầu đi được kìa Cam ơi. Đi đúng đường vào. Ăn hoa quả đi. Có quả dưa này. Không, quả gì đấy nhỉ? Quả dâu tây. Dâu tây và quả cam. Tiếp tục là ăn cả súng này, cả loa này. Hình như là ăn cái này em Cam sẽ chạy nhanh hơn đấy. Em Cam bắt đầu biết lái rồi đây, tự lái đi nhá. Anh không trợ giúp nữa đâu. Ui, tránh vũng nước ra. Đấy là tảng băng đấy, em Cam đi vào đấy sẽ bị trơn trượt. Đâm cả vào quả bóng này. Quả bóng chính là chướng ngại vật đấy. Ui giời, ăn dâu tây, ăn chuối, ăn ôi, cam đi. Anh đi vào, anh lái băng đi rồi. Chạy nhanh lên, ui Cam toàn tránh hoa quả thôi. Nhiệm vụ là ăn hoa quả thì là em Cam mua hoa quả này, em Cam hãy lượn ra chỗ khác. Đấy đấy đấy, em ra biết cười. Cam nhìn thấy chưa, đây là những cái cần cổng nhá. Khi mà Cam ấn cái nút này này, nè cái cần cổng này nó sẽ hạ xuống để nó gắt vào con gấu nhá. Bây giờ khi nào mà Cam nhìn thấy, đấy, khi nào mà thấy cái con gấu mà nó gần tới nơi nhá, thì là Cam sẽ dùng cái cần cổng này để bắt gắt nhá. Đây. Đây này, không có gấu ở dưới này. Đấy, nó sẽ điều khiển được cái cần cẩu này nhá. Đấy. Thả nó xuống này à. Thả.